Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ đồ đá Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những mẫu vỏ sò tai tượng. Và trên màn hình các bạn đang xem đây là chúng tôi làm mẫu giỏ hoa chim điểu cho khách hàng ở trong Cam Ranh. Bước này chúng tôi đục chạm là 10 chim và một bình hoa. Chúng tôi nhận điêu khắc vỏ sò tai tượng theo mẫu mã kích thước mà quý vị đưa ra. Và chúng tôi cũng báo luôn là tùy theo từng vỏ kích thước dày mỏng nó khác nhau thì chúng tôi có thể tư vấn mẫu và báo giá cụ thể từng bước một cho quý khách tham khảo. Vì cái vỏ sò tai tượng này như quý vị cũng biết rồi, mỗi vỏ nó lại có một độ dày, độ mỏng khác nhau. Có vỏ thì chúng tôi đục từ đằng sau lên và có vỏ thì chúng tôi lại đục trong lòng. Và các bạn đang xem đây là một bức hoa. Chúng tôi đục hoa và chim hạc. Mỗi một mẫu này nó có một dáng khác nhau. Không vỏ sò nào giống vỏ sò nào. Quý vị mà có vỏ thì quý vị hãy cứ liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn mẫu. Chúng tôi là làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Gần đây thì chúng tôi cũng được biết là nhu cầu của khách hàng chơi vỏ sò tai tượng ngày càng cao, nên cơ sở chúng tôi đáp ứng cái lượng thợ đục cho khách hàng cũng tăng lên gấp bội. Chúng tôi đang thi công rất là nhiều bức vinh quy bái tổ, hay là bức đồng quê, thần tài cho các khách hàng đã đặt hàng. Và Đồ Gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn quý khách trên toàn quốc đã theo dõi kênh của chúng tôi điêu khắc vỏ sò tai tượng trong cái thời gian vừa qua. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đáp ứng cái thị trường chơi về hàng kỹ ngày càng cao. Quý vị hãy cứ liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn về mẫu. Để đục được một vỏ sò tai tượng như này thì chúng tôi mất khoảng từ 15 tới 20 ngày một vỏ. Và trung bình một tháng thì chúng tôi ra được từ 5 tới 10 vỏ. Chúng tôi có một lượng thợ, đội ngũ thợ rất là đông để đáp ứng nhu cầu quý khách chơi ngày càng cao. Và cái vỏ sò tai tượng này là thấu quang khi soi đèn. Khi đục ra rồi thì vỏ nó còn mỏng thì chúng ta soi đèn vào thì nó sẽ hắt ánh màu vàng. Và đặc biệt là quý khách nên trưng bày ở trong phòng khách. Và nếu muốn nó không có bụi thì quý khách nên làm một chiếc tủ kính chụp nó vào thì nó sẽ rất là đẹp. Về bên trong làm một chiếc đèn để hắt sáng lên. Thì quý vị ưng mẫu sản phẩm vỏ sò nào quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua Zalo 0986 883349. Chúng tôi là những người nghệ nhân nhận điêu khắc vỏ sò với chất liệu và kích thước đa dạng. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái mẫu vỏ sò tai tượng mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.